thông thục được nhiều tuyệt chiêu, kỹ thuật hay trong Excel, trở thành một chuyên gia báo cáo số liệu trên Excel trong thời gian ngắn. Biết cách tư duy và ứng dụng trong công việc để tạo ra những báo cáo hay, trọng tâm, đẹp mắt và vi diệu bằng nhiều kỹ thuật và tuyệt chiêu. Tự tay dễ dàng viết được các ứng dụng trên Excel cực kỳ hay, hữu ích và rất cần thiết cho người đi làm. Giải quyết được rất nhiều vấn đề trong thực tiễn công việc gặp phải, tạo ra sự khác biệt với các bản báo cáo thông thường trên Excel khác, tạo được thiện cảm và cái nhìn thu hút qua các bản báo cáo từ đồng nghiệp và cấp trên. Tất cả sẽ có trong khóa học trở thành bậc thầy báo cáo với Excel tại unica.vn. Nội dung khóa học cung cấp các tuyệt chiêu về Excel cũng như cách xây dựng báo cáo sao cho khoa học, bắt mắt và vi diệu. Nắm chắc được các kỹ năng cần thiết cho một bài báo cáo, biết vận dụng sự kết hợp vi diệu và thông minh của các hàm trong Excel, hướng dẫn tự viết các ứng dụng hay trên Excel như ứng dụng chống công nhân viên, ứng dụng lập kế hoạch dự án, ứng dụng theo dõi tiến độ thực hiện dự án, v.v. Nhanh tay đăng ký khóa học, trở thành bậc thầy báo cáo với Excel tại unica.vn để trở thành chuyên gia báo cáo số liệu trên Excel. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.